Trời ơi là trời, cái gì mà ồn ào vậy? Sáng sớm không đợi trai ngủ hả? Ủa cái tiếng gì vậy ta? Ôi trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi là trời, cái gì vậy? Trời ơi mấy bạn ơi, tại sao cái ga Minh Hao của mình nó lại bị nổ thế này? Dịch ơi, mọi người ơi, sáng sớm bắt cua đồng hai vừa cho ma về nấu canh chuột gì Phong. Trời ơi Dịch ơi, Kairon qua đây nhanh lên, qua đây có chuyện rồi, qua đây nhanh lên. Trời ơi mọi người ơi, đứa nào nó phá mất cái ga Minh Hao của em với mọi người rồi. Phong gì? Phong phá rồi, Phong đổ thừa tới thằng nào phải không? Chỉ có mình em đứng đây thôi, anh nhìn thấy rồi. Không phải em cũng nhìn thấy luôn rồi. Không phải em. Anh nói với em là ở đây có anh với cu John là mỗi thằng đeo thêm cái kính là có 8 cái mắt, là bây giờ em là thêm cái được. Trời ơi không phải em nói thật á. Hồi nãy em đang ngủ ở trên nhà nè, cái tự nhiên em nghe tiếng nổ, cái em chạy ra rồi em thấy cái ga Minh Hao nó bị tanh bành vậy luôn, chứ đâu phải là em đâu. Với lại nếu như mà là em làm nổ ha, thì em làm nổ hết nguyên căn luôn, chứ em ngu vậy em làm nổ cũng mỗi căn phòng của em vậy. Ha. Trời ơi trời, bớt ra rồi, trời. Anh khóc cái gì mà khóc? Anh khóc cái gì mà khóc? Phong ơi giờ đi ra gầm cầu ở hết ra rồi, mất rồi. Trời ơi, giờ tới ra là cái game Minh Hao của Phong bị nổ rồi, chứ game Minh Hao của mình ở trên tầng 7 đâu có nổ đâu. Thôi kệ Phong đi, mình lên thảo lên phòng đấy, Phong nha, bay Phong nha, chào Phong. Bay cái gì mà bay, quay lại nhanh lên đi. Trời ơi, mọi người không thấy cái điều này vô cùng bí ẩn hay sao? Tự nhiên hay không, ga Minh Hao của mình bị phát nổ. Có nghĩa rằng là có một kẻ xấu rồi đó đã vào, đã gọi là canh ghét Hero Team bọn mình, sau đó vào trong map của bọn mình và phá hủy ngôi làng của bọn mình đó. Rồi đem kiểm tra coi. Làm gì có chuyện đấy đâu, chắc mấy thằng bé hàng xóm nhà bên nó chơi bóng này, nó liệu có bóng qua cái sập cái tầng 1 luôn. Tào lao, cái trái banh nào mà làm nổ được cái ga Minh Hao. Theo những suy luận của mình thì những cái vết nổ này chỉ có thể là một kẻ gây ra thôi đó. Chứ là ai? Và kẻ đó chính là ai mình cũng chưa suy nghĩ ra. Mất dạy trời ơi, mất dạy. Mọi người em nói đều tùm lum. Mọi người xem nè, ở chỗ này nó có cái rương gì nè. Em xem coi. Có một lá thư. Một lá thư. Để em đọc thử. Từ từ. Xin chào Hero Team. Trời ơi, cái thằng này nó biết anh em mình Dịch ơi. Trời ơi, để em đọc. Người thường á. Ta chính là hacker mặt ngu đây. Cái gì đây? Sao mà em nghe cái tên nó hơi lạ lạ ta, hacker mặt ngu. Em nhớ là nó con ngựa mặt ngu rồi. Còn quen nữa. Ngựa mặt ngu nghe nó là lạ, nó còn quen hacker mặt ngu. Hacker mặt ngu. Ủa em nhớ là bọn mình chỉ có ngựa mặt ngu chứ làm gì có hacker mặt ngu ta. Đâu để đọc tiếp coi. Đọc tiếp. Hôm nay là lần đầu tiên ta vào Mini World và ta đã hack được làng Hero Team của các ngươi. Trời ơi, nó hack làng mình anh ơi. Trời. Rồi đọc tiếp coi. Ta đã đặt rất nhiều quả bom trong ngôi làng. Nếu trong vòng 3 chấm các ngươi không tìm thấy được bom thì bom sẽ phát nổ và phá hủy ngôi làng. Trời ơi đây là nó uốn cái chung cư mình mà nó uốn nó kiểu gọi là cảnh cáo hay không? Tức là nó dọa nó lên phá luôn cái làng luôn. Trời ơi Dịch ơi, vậy là bây giờ bọn mình phải làm gì đây? Hay là bọn mình báo công an đi anh? Báo công an làm sao được, trời ơi, bây giờ công an người ta cần manh mối chứ, mà ai người ta lại đi tìm hiểu cái vụ mà phá cái làng ở trong Mini World đâu. Giờ bây giờ chạy em lên công an, chú công an ơi, nhà Mini World con bị phá rồi, người ta bắt em luôn á. Trời, đúng rồi ha, bây giờ báo công an cũng đâu được đâu, tại vì đây là game mà, công an nào mà gọi là vào trong game được. Rồi em xem coi. Chúc các ngươi may mắn. Quả bom đầu tiên. Ui, nó có gợi ý cho mình nè anh. Thôi bây giờ bọn mình phải tự phá bom thôi chứ giờ biết sao. Giờ em xem coi. Quả bom đầu tiên nằm ở nhà của đứa ngáy to nhất Hero Team. Đứa ngáy to nhất Hero Team là ai anh? Đứa ngáy to nhất Hero Team anh biết rồi. Ai anh? Đứa ngáy to nhất Hero Team chính là con Timmy hay không? Chắc chắn luôn, nhà anh Khanh ngay sát vách nhà nó, sao thì không biết được. Đúng rồi, chắc chắn luôn Timmy luôn á. Thử tới nhà Timmy heo hả? Ok rồi, bọn mình qua nhà Timmy đi. Cũng đúng ha. Timmy mỗi lần Timmy ngáy cái thôi là động đất luôn các bạn ơi. Timmy là người ngáy to nhất. Tới. Ok, để vô xem coi. Kiểm tra, mọi người kiểm tra nhanh lên. Có quả bom nào gần đây không? Quả bom. Rồi. Đây nè, dưới bên dưới này đó. Bên dưới này Dịch. Trời ơi. Quá trời bom dưới đây luôn. Trời ơi trời, phá. Gỡ ra có chừng bởi. Trời ơi trời, cái thằng này nó nguy hiểm quá anh. Không phải nó đặt một quả mà nó đặt mấy chục quả luôn anh ơi. Nguy hiểm quá. Phong nhìn nè. Đây chính là cái gọi là cái bể toilet nhà Timmy giờ mà nổ cái thúi làng luôn. Nó mà nổ cái là thúi nguyên cái làng luôn á. Ok, để em kiểm tra tiếp coi. Quả bom số 2 nằm ở trên nóc nhà tên lười nhất Hero Team. Ai là người lười nhất Hero Team? Ủa ai lười nhất vậy? Ai là người lười nhất ta? Không phải anh nha, anh là người chăm nhất nha. Ủa Vậy là Kairon phải không? Ừ đâu có đâu, mình đâu có lừa đâu ta. Ủa Kairon không lừa luôn. Ủa khoan, hay là nó nói mình ta? Ủa, Ủa có khi nào nói mình không? Á, cái thằng hacker này mất dạy, ta dám em kêu em là thằng lười nhất kìa. Thằng này mất dạy, thôi mình cứ qua nhà mình kiểm tra thử coi. Ai, em có khi nào mà nó gắn ở nhà Phong Cận sao mà nó biết Phong Cận lười ta? Phong Cận lười mà chỉ có Hero Team biết thôi ta. Thằng này chứng tỏ là phải tìm hiểu với team mình từ trước đó rồi. Ấy vậy nó là hacker mà anh, nó hacker thì cái gì mà nó không biết. Ơi mà khoan, thầy ơi không nha, không phải em đâu, nhiều khi không phải em đâu, nó kêu lười nhất Hero Team vậy không phải em đâu, để em xem coi. Nó để trên nóc nhà anh ơi, nóc nhà đâu nè, bây giờ lên thử nóc nhà nè, coi có không nha, lên thử nóc nhà nè. Ôi thấy không? Làm gì có gì đâu thấy không? Nè thấy không? Cái đây nè ba. Trời ơi, gỡ. Ê, tính ra cái thằng hacker này nó mất dạy các bạn ơi, nó dám kêu mình lười nhất Hero Team, thằng này mất dạy. Thôi cãi thằng này nó nói đúng rồi, nhận đi. Trời ơi tào lao. Trời đúng rồi bạn ơi. Đúng gì mà đúng. Đúng gì mà đúng. Thích ở cười rồi đó. Đồ nói đúng rồi. Vô dằn quá. Ok, xem tiếp à. Đồ hacker mất dạy. Ok. Quả bom số 3 nằm ở nơi tên Phong Cận thích ăn nhất. À, quả bom số 3. Tính ra Phong Cận cái gì nó cũng ăn luôn ba. Ừ tính ra là em ăn chè nè, ăn hamburger, ăn cáp xơi, ăn cáp xơi. Đúng rồi, trong làng mình có cáp xơi. Wow, nhanh quá nhanh. Chắc chắn là ở bên cáp xơi các bạn ơi. Đó, tại vì ở trong làng của mình chỉ có mỗi một cái tiệm cáp xơi là mình thích ăn nhất thôi. À, qua bên đó. Ồ thấy chưa mọi người thấy không? Tào lao đi đặt bom ở quán KFC mà trong khi Phong Cận đi ăn toàn ăn cái gì BB gì á. Toàn ăn thịt nướng rồi. Em ngoài thịt nướng ra em cũng rất là thích ăn KFC nha. Ok để vô coi KFC nè, kiểm tra xem hay quả bom nào vậy? Kiểm tra đi. Kiểm tra thử mọi nơi. Nói chung nhà vệ sinh là thằng mất dạy. Thôi cái thằng hacker này nó chuyên gia đặt bơm trong toilet anh ơi. Trời ơi chết rồi, nó nổ cái là thúi làng luôn á. Ok để xem tiếp coi. Quả bơm tiếp theo. Quả bơm nằm ở nơi mà ai cũng thích nhất. Ê nói cho cái câu gợi ý mà tao nghe sao tao muốn chọc mù mắt luôn á. Ê anh ơi, Hero Team bọn mình có chỗ nào mà bọn mình thích đến nhất không? Thích đến nhất hả? À Hero Team biết rồi. Chỗ nào Hero Team thích đến nhất đấy chính là cái có tiệm ăn của Mr. Dịch. Tào lao, anh nấu ăn dở ẹt là ai thèm ăn. Nấu ăn dở ẹt bán ế chết. Cái chỗ không biết tới không thì nói nghe coi. Em đoán là cái chỗ mà chúng ta thích nhất đó chính là đồn công an. Đồn công an, cái đầu của ông á. Ông nghĩ sao vậy? Đồn công an ai mà thích vô đồn công an. Trời ơi trời tào lao. Anh ơi, em nhìn cái cây ATM này em chợt nhận ra một thứ mà người ta rất là thích. À, đúng rồi. Mình thích nó làm money. Đúng rồi, vậy có nghĩa là ngân hàng. Đúng rồi, cái đó nó đúng rồi. Ok, chịu hồi con voi ra, chạy cho nhanh mọi người ạ. Chịu hồi con voi ra. Ok đi gồng luôn. Đi thằng hai vụ này lúc nãy mình đã đứng bên kia nó không cho mình qua bên đó tìm luôn đi ba, bây giờ bắt mình chạy vòng vậy. Trời như vậy nó mới khó. Thằng hacker này nó thông minh lắm anh, nó để tùm lum nơi á cho bọn mình bị tốn thời gian bọn mình đi á. Không thôi bọn mình mà đi gỡ nhanh quá thì nó còn gì vui nữa đâu đúng không? Nó bắt bọn mình là phải chạy qua chạy lại vậy để bọn mình bị tốn thời gian, xong rồi nó sẽ nổ bơm á anh. Thằng hacker này lao thật. Không thể nào mà thả bây giờ mình đi tìm kiếm một lần nữa em Phong, chứ còn tuần nào nó cũng đặt bom mà anh chạy này rồi anh cảm kiếm quá. Anh yên tâm, có em ở đây. Từ từ kiểm tra xuống hầm kiểm tra luôn. Có gì không? Ủa không có gì hết trơn. Mọi người kiểm tra luôn. Ông ơi trên tầng cơ mà đây. Ở đâu? Một đống bom luôn. Đây nè. Trời ơi trời, nó để bom kế bên cây ATM luôn. Từ từ. Hai bây giờ mình cứ để thằng hacker nó nổ tung cây ATM anh em mình ra hốt bạc thôi, em đổ lỗi tại nó. Ừ ha, được ha. Ôi không được, anh làm như vậy là không được trộm cắp tiền hiểu không? Trộm cắp là xấu lắm, bọn mình là người những người tốt, bọn mình là những đứa trẻ ngoan, không bao giờ được làm như vậy. Đập, không được. Bọn mình là công dân lương thiện đúng không Dịch? Đúng rồi, bọn mình là công dân lương thiện. Trời ơi, chứ có cơ hội để đổ lỗi cho cái thằng hacker. Anh Dịch này, anh Dịch tham lam quá. Ok, kiểm tra tiếp nè. Rõ ràng chúng nó nói là nơi mà Hero Team thích nhất rồi gì nữa. Quả bom tiếp theo nằm ở nhà của đứa mít ướt nhất. Đứa mít ướt nhất là ai? Mít ướt nhất là ai ta? Mít ướt nhất bằng Kamui. Hero Team bọn mình ai mới ướt nhất? Kamui hả? Phải Kamui không? Chắc là mù chim mèo á, hay là Mèo Simmy. Thôi mình qua thử nhà của hai người này luôn đi. Ủa mấy bạn ơi, mấy bạn nghĩ rằng là ai trong Hero Team là mít ướt nhất, Simmy hay là gọi là Kamui? Mấy bạn hãy bình luận lại cho mình biết nha. Ok mà mình cứ qua nhà Kamui trước đi, tại nhà Kamui gần hơn nè. Qua thử. Anh thì anh lướt TikTok anh thấy Kamui hay làm mấy cái hành động wibu mà trông nó dính dạo lắm. Không có đâu, Kamui là bả gọi là đàn ông lắm. Bà Kamui là đàn ông lắm anh luôn. Với hầm cũng không có luôn hả? Chết rồi vậy. Ủa, rồi chứ không phải rồi anh em ơi, lè qua nhà Simmy lè. Chết rồi, vậy là bên nhà Simmy, nhanh lên coi chừng á, còn có ba. Thằng này nó hỏi nó không hỏi rõ ràng như vậy hết, nó toàn hỏi mè không à. Còn có 15 phút nữa thôi là quả bơm sẽ nổ ra anh, nhanh lên đi. Nhanh lên. Không phải nổ đâu. Quay là 1 năm đi phá bom, chui toilet trước. Vô toilet trước đúng rồi, thằng này nó hay bỏ trong toilet lắm. Không có toilet luôn rồi. Không có luôn. Ở ngoài bàn máy tính có không? Không có luôn. Về ở đâu ta? Ở đâu trời? Qua lên, xe qua lên coi. Tìm trà sữa đúng rồi. Tìm ra đây nè mấy má. Trời ơi, để 2 quả bơm đây nè. Trời ơi trời. Ủa mà sao kỳ ha, mấy cái chỗ kia để nhiều bơm lắm mà nhà Sim nó để có 2 quả. À chắc là thằng này nó cũng gần hết bom, nó phải chia cho đều. Không anh, chắc thằng này là hacker mê gái, anh nó mê gái rồi. Ok, để xem. Đây lẹ thôi, trời gần tối không nhìn đây nó nổ. Quả bơm tiếp theo nằm ở nơi đông người nhất. Nơi đông người nhất ở đâu? Nơi đông người nhất chắc là cái khu công viên rồi. Công viên hả? Không, công viên em nghĩ là không đông người nhất đâu. Làng Hero Team mình đông người nhất hả? Có chỗ nào mà đông người nhất không? Bây giờ là trường học hay sao á? Là có trường học nè, bãi biển nè, sở hữu nè, bây giờ là cái nào? À, ba cái cùng đông người ba. Trường học, đúng rồi, trường học. Để mình đi đến trường học thử coi. Nhanh lên. Rồi, đến trường học rồi nè. Bây giờ bọn mình chia ra đi. Một người vô trong trường kiếm, một người qua sân bóng rổ, một người qua sân bóng đá. Ok, để em vô trường cho. Anh. Ok, giờ anh có sân bóng rổ không? Ờ đi. Rồi kiếm anh rổ hả? Ủa sân bóng rổ đâu có gì trời, có một cái sân không à, thử chui phòng thay đồ coi. Trong nhà phòng bếp đồ, không có luôn. À vậy đây, anh chui nào nó trôi từ dưới đất đúng không? Anh về đây, anh chui vô phòng thay đồ nam nha, anh không được vô phòng thay đồ nữ nha, đồ biến thái. Cái đầu xanh anh chui vào phòng thay đồ cả 2 phòng đều không có luôn. Trời ơi, vậy nó nằm ở đâu ta? Trời ơi, mặt trăng đang lên rồi kìa, mặt trăng lên đỉnh đầu là nó nổ. Trời ơi, trời mình đang thấy có quả bóng ở đây mình cuốn quá, mình chơi đá banh luôn rồi. Chạy tao lao. Trời ơi, trời bây giờ còn chơi đá banh nữa, đi kiếm đi. Trời ơi, không được. Đi kiếm. Ê, ôi anh ơi. Nó giấu trong phòng của bác bảo vệ. Trời, thằng này lão thiệt. Đập ra. Má, ở đây tính ra là 3 anh em mình mỗi thằng đeo cái kính, ở đây có 6 cái con mắt mà không nhìn ra luôn. Trời chết rồi, trời tối rồi, nó sắp nổ rồi mọi người ơi, cứu lên chứ. Ok, còn một quả cuối cùng. Quả bơm cuối cùng nằm ở đầu con sói khổng lồ. Đầu con sói khổng lồ. Không thôi. Nhà Siro. Gì? Nhà Siro hả? Đúng rồi, quên, đúng rồi, nhà Siro. Chạy qua nhanh lên. Trời ơi cái gì vậy? Sao quái vật ở trong nhà Siro nhiều quá vậy? Bọn nó chịu hội ra kìa. Mày mới quái vật rồi, giết luôn. Giết nó đi anh. Ok, giết xong rồi nè. Ok, còn con nè anh, nhanh lên. Sao mày chết luôn rồi, cái lui vô. Trời ơi, đốt siêu xe 100 triệu luôn kìa anh ơi. Trời ơi, nó để đóng bơm thôi anh ơi. À, em hiểu rồi, chắc thằng hacker gọi là mặt ngu này nó thấy nhà Rô có Lamborghini cho nên nó ganh tị, nó để quá trời bơm luôn nè anh. Đập ra. Không có đi ra tô người ta, đánh bom người ta, đốt xe gì á. Trời, cuối cùng cũng xong rồi. Ơi mấy bạn ơi, mình mệt quá. Cuối cùng thì 3 anh em bọn mình cũng kiếm ra được gọi là hết đóng bơm này rồi các bạn ơi. Ê, mấy bạn thấy tên hacker mặt ngu này thế nào? Mấy bạn thấy hắn ta có nguy hiểm hay không? Mình không biết hacker mặt ngu là ai ta. Có khi nào là anh trai của ngựa mặt ngu hay là em trai của ngựa mặt ngu không ta? Mà khoan, hacker thì thường có thể là con trai cũng có thể là con gái. Thôi thì mấy bạn hãy thử đoán bên dưới hacker này là con trai hay là con gái nha. Và có phải là anh hay là em của ngựa mặt ngu nha các bạn nha. Chứ mình đang rất là nghi ngờ luôn á. Thôi rồi, ok. Coi như là video này cũng đã kết thúc rồi. Hồi nãy giờ bọn mình mệt quá. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thấy thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của anh Mr. Dịch cùng với Kairon và các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì về nhà ngủ, tối rồi, mệt quá. Về nhà ngủ rồi. Trời ơi là trời, kiếm mấy quả bơm mà tôi gọi là tôi sáng giờ tôi chưa ăn sáng mà tôi chạy sắp mặt luôn á mọi người.